Một chiếc xe mà form dáng của nó phải nói là vẫn quá là đẳng cấp. Đó là chiếc BMW 7 Series 750 Li, động cơ 4.8, sản xuất năm 2006, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức anh chị nhé. Với cái tông màu nâu, thì cái dòng 7 Series này thì nó là cái dòng đẳng cấp nhất của dòng sedan BMW rồi. Đấy, nếu mà là ở cái hạng mức hạng sang anh chị nhé. Đấy, đẳng cấp sang trọng lịch lãm, đẳng cấp doanh nhân. Máy rất là lớn, động cơ 4.8. Xe thì không có lỗi gì cả, không tai nạn, không đâm va, không gặp nước. Máy số điện đóm rất là mượt mà, với tông màu nâu cho bác nào hợp mệnh nhé. Đấy, na răng đa chấu hõm nguyên bản theo xe, cân bằng điện tử ABS, những cái loại phanh nào an toàn là nó tích hợp rất hết ở trên cái con xe rồi. Đấy, một dàn lốp 4 quả mới tinh. Cam hành trình và cam 360 nguyên bản trên xe. Đó. Xe thì trang bị rất là nhiều những hệ thống hiện đại, an toàn, thông minh, thì em sẽ không thể giới thiệu hết được. Bây giờ em chỉ đi quay qua những cái chi tiết đó để anh chị nhìn và cảm nhận và biết anh chị nhé. Đấy, đèn bi, rửa đèn, cảm biến trước, cam 360 đẹp lắm. Mặt ga lăng, nói chung là đèn bi, đèn led nguyên bản theo xe cả, tất cả nguyên bản theo xe. Cảm biến nhiệt độ hay là cảm biến khoảng cách, đấy, cảm biến thời tiết gặt mưa, cảm biến gặt mưa đầy đủ. Và đây là một cái mẫu xe với cửa tiền anh chị cũng không thể ngờ được, nó quá là đẳng cấp sang trọng mà cửa tiền nó lại quá là rẻ, chỉ có 340 triệu đồng anh chị ạ. 340 triệu đồng mẫu BMW 750 Li sản xuất năm 2006 form mới. Một dàn lốp này của nó thì cũng nói thẳng là cũng ăn đứt được mấy chục rồi. Đấy, 4 quả này nó cũng phải tầm khoảng 20 triệu. Đấy, đĩa của nó còn rất là dày này, cùng phanh này rất là mới luôn. Đấy, đa chấu, la răng đa chấu nguyên bản theo xe, 4 quả lốp mới tinh. Đấy, mới như gọi là 99% luôn. Đấy, nguyên bản không phải lốp, không phải nguyên bản rồi, nhưng mà mọi la răng hay là phanh pháo, tất cả mọi thứ chi tiết trên con xe này là nguyên bản, không có tai nạn đâm va gì cả. Đấy, ống xả này, hai ống xả động cơ V8 anh chị nhé. V8 4.8, máy khá là lớn. Nên là đây là chỉ dành cho những bác đứng tuổi thích cảm giác mạnh, thích cảm giác sướng bồng bềnh. Vì chiếc này là giảm sóc 4 bóng hơi anh chị nhé. Giảm sóc bóng hơi bằng khí nén, giảm sóc khí nén. Đi nó chạy nó êm ái lắm, nó bồng bềnh, nó êm ái cực kỳ luôn. Rồi. Em đang lủ máy mà chắc các bác đã nghe đâu. Máy rất là êm anh chị ạ. Nội thất của chiếc này thì đây, nội thất nhá, khá là đẹp. Nội thất này thì đã được chủ xe độ lên bộ ghế da khá là ok. Ghế thì 750 thì cũng không còn cái gì để mà chê đâu. Rất là đẹp luôn. Ghế này, nội thất đẹp lắm ấy chị ạ. 340 triệu đồng. Đấy, 340 triệu cho các bác về để bao hồ sơ, bao vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, chạy cái mẫu xe này thì nếu mà nói thật là ở cái khoang em sẽ giới thiệu phần này trước. Nói chung con này nó quá nhiều chi tiết để giới thiệu. Điều hòa rất là mát nhé. Đấy. Đấy. Đầu tiên là ghế sau đây. Đấy, các bác nhìn nhá, đẹp chưa? Như này nó đã gọi là đẳng cấp chưa? Sấy ghế này, đấy, chỉnh điện các kiểu này, velu, đấy, chỉnh ở trên này. Đấy, hộp, giá rất là hợp lý anh chị ạ. Nội thất rất là đẹp nhé, 340 triệu đồng, bao hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Con này túi khí an toàn thì em nghĩ là nó quá là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ em đã đếm được 10 túi khí rồi. Đấy. Trần da này, cửa sổ chơi này, 4 luồng điều hòa độc lập riêng biệt này. Đó, 4 luồng điều hòa độc lập riêng biệt. Quá là ok luôn. Đấy, đây là khoang
khoang lái nhá, nó trông như là một chiếc nói thẳng là đây trông nó khá là lộng lẫy luôn. Ở đây là dành cho những gọi là dành cho người ngồi sau, là cái khoảng cách nó quá là rộng anh chị ạ. Anh chị nhìn này, đấy, em cao 1m74 mà ngồi cái ghế này mà vẫn còn thừa khoảng 30 phân chân nữa. Đấy, duỗi ra thì nó duỗi ra nó quá là thoải mái luôn. Đấy, quá là thoải mái luôn chị ạ. Đấy, ghế thì đây là ok. Đấy. Âm thanh nghe rất là hay. Đấy, âm thanh nghe rất là hay chị nhé. Đây, cửa tiền 340 triệu đồng thì bác nào quan tâm thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Duy Quang ô tô chất. Đấy, với cửa tiền này do một chiếc xe hạng sang thì cũng rất là khó tìm trên thị trường. Đây thì nó là thẳng là đây là một chiếc xe không thể và chạy dịch vụ taxi được. Đấy, và đây là một chiếc xe tốn xăng, ăn xăng. Mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào tầm khoảng 16-17 lít trên 100 km, chỉ dành cho những người mà đam mê cái sự sung sướng khi ngồi trên xe. Đấy, nó êm ái, bồng bềnh, giảm sóc bóng hơi. Đấy, giảm sóc bóng hơi 4 quả, giảm sóc bóng hơi nguyên bản theo xe, cân bằng điện tử và những cái chế độ hiện đại an toàn đã nằm hết ở trên con xe này rồi. Rất là nhiều luôn, với cái cửa tiền 340 triệu đồng cho bác nào về để làm hàng sưu tầm đi. Đấy, hàng sưu tầm. Em bán xe em biết rất nhiều bác thích sưu tầm xe, rất là thích sưu tầm xe hạng sang. Đấy, xe cũ hạng sang. Và với cửa tiền của nó không quá thì gọi là to tác cả. À, cửa hít này quá ok luôn. Nói chung là với cái tầm tiền 340 triệu đồng thì chắc chắn là không mua được một cái mẫu xe nào mà nó hơn cái mẫu xe này cả. Khá là rẻ và máy của nó đây. V8 4.8. Đẳng cấp. Cục máy quá đẳng cấp luôn, nói chung là máy lớn. Máy lớn dẫn động cầu xong. Không tai nạn, không đâm va, không gặp nước. Chỉ tốn xăng thôi. Đấy, mẫu xe này nó chỉ tốn xăng thôi anh chị nhé. Nên là đừng thôi anh chị nào mà quan tâm đến xăng nhiều quá hoặc là ấy thì nhiều anh chị cứ vào kênh của em nói là nhà đi con này phải có cây xăng, hay là đi những cái mẫu xe 3 chấm mấy 4 chấm mấy là phải có cây xăng. Không phải đâu, người ta chỉ cần có tiền người ta đi được thôi anh chị ạ. Đấy, người ta chỉ cần có tiền người ta đi được thôi anh chị nhá. Anh chị nào quan tâm mẫu xe BMW 750Li sản xuất năm 2006, kho mới, nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, động cơ 4.8, zin cả xe, xe đẹp, alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Giá bên em bán là 340 triệu đồng anh chị nhá. 340 triệu đồng.